từ rất lâu trước đây có một chủng loài gọi là chi bê gold gọi tắt là vàng họ là những thức thể tạo ra các hành tinh và tiên đoán được cả định mệnh là tổ tiên của những bộ tộc khác ba bộ tộc lớn được họ tạo ra là bạc đồng và anh hùng khi xong việc với ba bộ tộc đó vàng đã rời đi và đến một vũ trụ khác và gặp tai nạn để rồi họ đã đặt hết vận mệnh vào đứa trẻ này họ đã gửi cho một lời nhắn tới một giống loài rằng đứa trẻ này sẽ là sẽ là người nắm giữ vận mệnh của họ và giống loài đã nhận được lời nhắn đó chính là con người Chủng tộc được đặt tên là sắt. Thế khác gì nói con người nằm ở dưới đáy đâu. Và ta gặp Nela. Cô là công chúa của một nơi nào đó và hiện đang là người đứng đầu con tàu này. Còn đây là thuyền trưởng và trợ lý của ông. Y. Họ đang trên đường đi tìm một con tàu bị thất lạc và hiện đang gặp khó khăn về lương thực vì chẳng ai biết họ sẽ phải đi đến bao giờ. Đột nhiên công chúa hạ lệnh gọi ông đến. Lúc đến gặp họ được cho biết là công chúa đã tìm ra một hành tinh gần đây và đây là hình ảnh. Trong nó khá đổ nát và cũng là hành tinh mà vị cứu tính của họ tìm kiếm tuy nhiên dù đổ nát thì hành tinh này vẫn có sự sống ta gặp được ây cậu là con người ở hành tinh đổ nát này và ngày ngày đi săn những sinh vật nguy hiểm để kiếm thức ăn con tàu này là nơi ở của cậu và ai điều khiển nó được ây gọi là mẹ cậu đưa cho máy móc trong này chế biến thành thức ăn và thường đi bẻ mấy cái cây để cho sinh vật kia ăn vì nó không hề có hại và tình nguyện cho cậu một cái xúc tu cho mỗi lần cậu hết thức ăn trong lúc đó thuyền trưởng đã phải chấp nhận để công chúa tiếp đất xuống hành tinh kia và căn dặn con trai là lao ốt phải đảm bảo an toàn cho công chúa. Ây nhìn chiếc phi cơ và những con robot trên bầu trời thì nghĩ đó là bố cậu đến đón nên sợ là sẽ phải chia tay với người bạn thân này. Công chúa đột nhiên cảm nhận được sự hiện diện của sinh vật sống nên đã chỉ đường. Họ còn phát hiện ra con tàu mà Ây đã sinh sống suốt thời gian qua nên đã đến xem thử. Con tàu này đã gửi tín hiệu SOS suốt hơn 100 năm. Họ chia nhau ra tìm hiểu thì có cây mọc kha khá trên này. Họ đã vào trong con tàu và thấy hệ thống còn hoạt động nên đã sửa lại nó và gửi nhật ký của tàu về cho công chúa. Hai cô gái đây đột nhiên phát hiện A và hoảng loạn kéo cả đoàn bỏ chạy. Trong lúc đó, thuyền trưởng phát hiện có nhiều vật thể lạ đang tiếp cận và rồi đoán ra đó là chủng tộc đồng đoàn. Còn công chúa Nela thì đã nói chuyện với A khi thấy cậu không có biểu hiện thù địch. Cô cho biết bản thân là con người thuộc sắt đoàn và đến đây theo thông điệp từ vàng đoàn để tìm ra người kế thừa sức mạnh của chủng tộc anh hùng. A cũng vui vẻ chào lại nhưng đúng lúc này thì kẻ địch đã tấn công. Thuyền trưởng đã cho khai hỏa nhưng cả cái tổ kia có lớp giáp bảo vệ. Những con quái từ trong đó bắt đầu tràn ra. Phi hành đoàn phải cất cánh nhằm đưa công chúa đi. Nhưng cô vẫn muốn đưa A đi theo. Một con đã rơi thẳng xuống bề mặt hành tinh. Lao ốt nhận ra nó là kiến trinh sát và nó đã kịp gửi đi tín hiệu trước khi bị bắn hạ. Hàng loạt quái bắt đầu kéo xuống buộc và A thì lại muốn đi bảo vệ tàu mẹ. Đột nhiên một con quái đã phun axit thành vào chỗ của A khiến công chúa đau lòng khi nghĩ rằng A đã mất mạng. Thuyền trưởng lúc này muốn cứu bằng được công chúa. Lao út định đưa công chúa lên trước còn cả tàu tự xử. nhưng công chúa Nela phát hiện ra A vẫn chưa chết. Cậu lúc này đã phẫn nộ mà hóa thành một con golem khổng lồ. Uy lực của cậu cực lớn và không bị tổn thương bởi axit. Cậu đã lao thẳng một mạch lên bầu trời và đâm thẳng vào tổ của đám đồng đoàn. Cậu tìm đến con chúa và tung một đòn phá hủy toàn bộ cái tổ. Sau khi cái tổ phát nổ thì A bị rơi thẳng xuống mặt đất nhưng vẫn tiếp tục đứng dậy. Nela biết cậu chính là con người cuối cùng sở hữu sức mạnh của anh hùng A sau đó đã trở lại bình thường và đau lòng khi tàu mẹ đã bị phá hủy. Vì cậu xem nó như một người mẹ nên Lao ốt cùng phi hành đoàn cũng đã bày tỏ sự đau buồn trước mất mát này với cậu. Nela cũng đã đến gặp mặt trực tiếp và cô cho biết bản thân đến để đưa cậu đi cứu nhân loại khỏi sự tuyệt chủng. Cậu nhớ lại trước đây cha và những người khác cũng đã đề cập đến việc này trước khi họ rời đi. Cậu chấp nhận đi theo và Nela cũng hứa là sẽ giúp cậu khôi phục lại hành tinh này và cậu có thể mang sinh vật kia đi theo nếu muốn nhưng cậu cho rằng việc này sẽ rất nguy hiểm và không muốn sinh vật này bị tổn hại nên đã để nó ở lại đây. Thuyền trưởng đã nghe tin Nela mang được vị cứu tinh về thì liền cho người chuẩn bị tổ chức ăn mừng. Nela đã giới thiệu ấy trước dân chúng và họ đều thấy cậu khá hoang dã, nhưng đặc biệt hơn là cậu có thể lại gần Nela chứng tỏ cậu phải có một tâm hồn trong sáng. Cậu thấy đói nên đã chạy quanh khán phòng và quậy tung các bàn ăn. Lao ốt không tin được con người mà họ cất công đi tìm lại chẳng khác gì một con khỉ. A đã tìm đến ruộng của con tàu và vui vẻ khi thấy môi trường ở đây. Lúc Nela cùng hầu cận tìm đến thì cô cho rằng họ cần dạy cho A những kiến thức về thế giới con người vì cậu đã là một phần không thể thiếu của nhân loại. Đột nhiên lúc cậu tỉnh dậy thì cũng là lúc cả tàu đối mặt với năm cái tổ của bọn đồng đoàn. A đã tự đập xuyên qua vỏ tàu để ra ngoài, thuyền trưởng bất ngờ khi cậu có thể sinh tồn ở ngoài chân không. Nela đã dùng hình chiếu để đi gặp cậu và biết cậu đã ghi nhớ hết 10 điều răn của vàng đoàn để lại. Nhưng con người đã ích kỷ thêm vào hai điều. Trong lúc Nela đọc lại 10 điều vàng đoàn dạy thì A đã biến hình và lao lên đấm xuyên qua lớp phòng thủ của năm cái tổ và rồi phá hủy lần lượt từng cái một. Đàn quái cũng bị quét sạch, thế nhưng hình ảnh của bạc đoàn xuất hiện chứng tỏ chúng sẽ có thể là kẻ thù tiếp theo. Rất lâu trước đây, tộc Anh Hùng đã nổi loạn và gây chiến để rồi vàng đoàn phải chặn họ lại và chỉ còn năm cá thể sống sót. Họ bị phong ấn vào năm chủng tộc yếu hơn và trong đó, anh hùng mạnh nhất đã bị phong ấn vào chủng tộc yếu nhất là con người và cùng là A cả tàu sau đó cũng đã sắp về đến nơi hành tinh ban đầu. Nela đã cho A biết về trái đất và là quê nhà của con người sát đoàn như họ. Nó đã bị xâm chiếm, bà đoàn thì rất căm ghét con người và đồng đoàn là tay sai của chúng. Và A là hy vọng để họ giành lại quê nhà. Cậu cùng từng được cha chỉ bảo về việc phải đi theo Nela nên giờ cậu chỉ muốn được cô dẫn đi khám phá thêm về con tàu. Cả con tàu sau đó đã vào chuẩn bị để dịch chuyển về. Thuyền trưởng cảm ơn tất cả đã bỏ ra 2 năm để tham gia nhiệm vụ này nhưng họ chỉ mới đi được một nửa chặng đường nên ông muốn họ hãy giữ cảnh giác. Thuyền trưởng sau đó đã cho Bi lập sẵn chiến lược đề phòng địch tấn công bất ngờ. A lúc này đã cùng hai cô gái được Nela giao cho đi tham quan khắp tàu. Lúc họ cho A nghịch sơn thì đột nhiên tàu có báo động. Khi Lao Ốt tìm ra cả ba thì cả căn phòng chứa sơn để đã tràn lan toàn sơn là sơn. Lý do là vì hai cô gái đây bị A quẹt sơn nên cũng đã nghịch lại với cậu. Tuyên trưởng nhận thấy vẫn còn người có ác cảm với A nên buộc phải tìm cách nào đó để họ tin A là vị cứu tinh, và đồng thời họ cũng phải dạy dỗ A để cậu không dùng sức mạnh nhắm vào chính con người. Sau khi tắm rửa thì Nela đã cho A cắt tóc, họ cũng đưa cậu một bộ đồ nhưng cậu lại muốn nghịch sơn nữa nên họ đưa A đến một bức tường trống cho cậu nghịch. A dùng sơn và vẽ lại được khung cảnh ở hành tinh cũ trước khi nó đổ nát như bây giờ. Nela hiểu được mong muốn được hồi sinh lại nơi đó của A đột nhiên cô cảm nhận được có sắc khí phía trước nên đã cảnh báo cho thuyền trưởng thuyền trưởng không tìm thấy tín hiệu gì nên cứ cho bi chuẩn bị kế hoạch tác chiến sẵn sau khi xác định kế hoạch thì họ định sẽ rời khỏi tuyến đường dịch chuyển để tránh đụng độ địch nhưng điều này có nghĩa là họ sẽ rơi vào một khu vực không xác định nhưng trước mắt thì đây là cách tốt nhất họ có đột nhiên bạc đoàn đã cao tay hơn khi thả hai cái tổ của bọn đồng đoàn ngay phía trước con tàu họ buộc phải rời luôn tuyến đường dịch chuyển và để ây ra ngoài chiến đấu Vũ khí và robot chỉ dùng để phòng thủ tàu còn A sẽ lo việc đâm thẳng lên để phá luôn cái tổ. Tên bạc đoàn đã xuất hiện ngay sau đó và tấn công lao ốt. A đã đứng ra cứu anh ta và chiến đấu thay. Cậu chỉ cần một đấm là xong việc. Con tàu cũng đã ổn định nên quyết định quay lại dịch chuyển lần nữa. Họ đã thành công thoát đi và xác định được là sẽ không có kẻ địch ở hành trình phía trước. Ai nấy đều thay đổi cách nhìn về A sau khi cậu thể hiện. Công chúa Nela tin rằng cậu sẽ giúp họ chiến đấu vì hơn ai hết cậu là người hiểu rõ nỗi đau khi mất đi quê hương cô cũng lần đầu tiên chạm vào một người đàn ông khiến lao ốt có vẻ hơi cay trong lúc đó bốn anh hùng bị giam cầm đã tụ tập lại với nhau khi nghe tin người thứ năm là ây đã lộ diện quay lại trước đây một lần nữa sau khi vàng đoàn ra đi thì bạc đoàn đã tự nhận là con cháu của vàng đoàn và đứng lên nắm quyền và khi chúng thấy người kế thừa anh hùng là con người thì chúng đã quay sang xem con người là kẻ thù và dự định tiêu diệt toàn bộ đám sát đoàn tối đó lao ốt khá cay khi bản thân không được như ây Thấy anh trai buồn giàu nên hai cô gái được giao cho giám sát A đã mang ảnh của Nela đến cho. A cũng mò vào đây vì hai cô gái chẳng thể cản được cậu. Lao ốt muốn A quên những thứ cậu thấy trong này. Còn A thì hiểu Lao ốt thích Nela nên cũng đã quyết định giữ bí mật cho anh ta. Thuyền trưởng lúc này lo ngại vì hành tinh họ sắp đến là một nơi trung lập nhưng thuộc địa phận của bạc đoàn. Nếu họ phát hiện gia tộc anh hùng của A thì chắc chắn đám bạc đoàn sẽ kéo đến nên họ phải nhờ công chúa làm gì đó để cậu không bị quá gây chú ý. Trong lúc A đang học về việc không phá đến nông sản thì Nela đã gọi cậu đến và muốn cậu hãy ở trên tàu khi họ cập bến vì cô không muốn người khác sợ hãi sức mạnh của cậu. Hành tinh kia nhận thấy tàu của họ là tàu đang bị truy đuổi bởi bạc đoàn nhưng hẳn phải có lý do gì, đó mà họ vẫn còn tồn tại đến giờ nhưng chỉ Huy hành tinh này muốn xem xét trước rồi mới đối phó. Họ được cho phép vào hành tinh nhưng gặp một vấn đề là người của hành tinh đó muốn được khám xét tàu. Nela đã quyết định là sẽ cho A xuống dưới hành tinh kia và chắc chắn rằng cậu sẽ không có hành động gì quá gây chú ý. Thuyền trưởng đã giao lại việc canh chừng A cho con trai Lao ốt và muốn anh ta mang A về tàu ngay nếu cậu gây rắc rối gì. Lao ốt đồng ý nhưng đã đòi thêm một điều kiện gì đó. Anh ta sau đó đã đến gặp A và muốn cậu nghe theo mọi chỉ dẫn anh ta đưa ra. Cậu chấp nhận nghe theo và rồi được đưa đi. Con tàu kiểm tra sau đó cũng đến và bắt đầu quét thông qua những con chip bám lên tàu này. Trong lúc đó, bốn kẻ sở hữu anh hùng kia đều thuộc tộc bạc đoàn và chúng muốn đi gặp A để thuyết phục cậu đi theo. Còn nếu không thì họ sẽ buộc phải chiến đấu Người áo đen này được chọn để ra trận và kẻ này sẵn sàng chiến đấu nếu lời nói không có hiệu nghiệm. Còn tên bạc đoàn đang săn đuổi cả tàu thì gọi đến cho hành tinh kia và muốn họ bắt giam cả tàu nhưng họ cần một lý do để thực hiện điều đó. Ây lúc này đang cùng lao ốt đi dạo trên hành tinh này thì kẻ mang sức mạnh anh hùng đã tìm đến. Nela cảm nhận được có kẻ đang tìm Ây nhưng việc họ cần quan tâm bây giờ là việc cảnh vệ đang muốn bắt giam họ. Nela đã quyết định sẽ đàm phán với họ ây lúc này đang đi tàu với la út thì phát hiện một kẻ mang sức mạnh giống cậu nên đã đập cửa để xông ra gặp mặt còn Nela đã thành công đàm phán với người ở đây rằng cô đã có sức mạnh để chiến đấu với bạc đoàn và cũng vì người ở đây ghét xung đột nên cô hứa là khi xong việc sẽ rời đi ngay để họ tránh phiền phức chỉ huy đây đồng ý vì ông có lý do để có thể nói lại với bạc đoàn rằng con người đã dùng ây để đe dọa họ nên họ mới buộc phải để con người đi ây lúc này đã chạm mặt kẻ áo đen kia và kẻ này muốn ây đi theo nhưng lời dân đã dạy cậu là phải chống lại những anh hùng khác cậu lao vào chiến đấu còn bên ngoài lúc này đột nhiên xuất hiện năm cái tổ bà đoàn vốn dĩ đã muốn tiêu diệt họ cùng với hành tinh này và việc yêu cầu bắt giữ đơn giản chỉ là một phép thử con tàu đã buộc phải bay ra khỏi hành tinh để chiến đấu nhưng năm cái tổ đã chia ra làm hai cánh để nhắm vào cả hành tinh lẫn con tàu thuyền trưởng muốn thu hút sự chú ý của cả năm cái tổ vì không muốn kéo hành tinh đây vào vụ này nhưng hành tinh này đã quyết định cũng sẽ chống trả vì không muốn trơ mắt nhìn quê hương bị xâm lược Nela vẫn không hiểu lý do ấy chiếc đấu với gã áo đen này vì kẻ này không hề có ý định chiến đấu với cậu. Lao ốt cố lôi cậu về nhưng cậu hứa là sẽ đuổi theo sau và rồi lại bám theo tên áo đen. Thuyền trưởng đã cho lập ra phương án tấn công và họ cần giữ được 10 phút để dụ năm cái tổ đi theo. Trong lúc đó, A và kẻ kia đã cánh và áo đen thay không còn cách nào khác ngoài việc biến hình để chiến đấu vì lời nói thật sự đã hết tác dụng. A định đánh trên không thì hắn đã ném cậu xuống mặt đất và xả khí độc. Cậu đã hất hắn qua một bên. Con tàu lúc này đang dần thất thế trước lũ đồng đoàn và còn sắp đâm vào tổ buộc A phải bay lên phá ngang cái tổ và sau đó mới quay lại chiến đấu. Tàu từ hành tinh kia cũng đã bay lên giúp họ dọn bớt đám kiến. Nhưng tên áo đen đã xả độc và rồi lao đến giữ chặt A. Đột nhiên hai tàu của đồng đoàn được phái đến và chúng bắn một đòn cực mạnh vào cả hai anh hùng. Con tàu của Nela cũng bị chịu ảnh hưởng một phần từ phát bắn đó. Chúng định làm phát thứ hai thì A đã đẩy tên áo đen đi và ném hắn vào một con tàu cậu sau đó lao đến và đứng ra chặn hết toàn bộ phát bắn từ con tàu thứ hai. Cậu hứng xong thì lao đến phá hủy con tàu và rồi định xử lý nốt tàu của bạc đoàn nhưng nó đã chạy kịp. Cậu bỏ qua tên áo đen mà trở về trên tay lao ốt rồi rời thiếp đi vì quá mệt mỏi. Thuyền trưởng giờ đã có thể yên tâm nhưng vẫn lo ngại về cuộc chiến của các anh hùng sẽ xảy ra sau trận chiến. Thuyền trưởng dù mệt mỏi nhưng vẫn còn cả mớ thứ phải làm nên ông thấy ghen tị với sự vô tư lúc này của ấy. Nela đã đàm phán với chỉ huy hành tinh này một lần nữa trước khi rời đi. Cả tàu sau đó đã quay về với lộ trình cũ và lên đường. Hội anh hùng lại một lần nữa âm mưu xử lý A. Áo đen lần trước không muốn tổn hại đến cả hành tinh nên mới nương tay vì không còn vàng đoàn thì các hành tinh sẽ không còn được tạo ra nữa nên họ phải tránh phá hủy nhiều nhất có thể. Cô gái thủ lĩnh đã chọn ra thành viên mới để chiến đấu nhưng áo đen muốn đi lần nữa nên cô ta cho cả hai đi một lượt để tiêu diệt cả A lẫn con tàu. Và vì lần này không có hành tinh nào dính vào nên lo mà đánh hết sức. Thuyền trưởng và Nela đã thử viện trợ những hành tinh trên đường nhưng họ đều từ chối vì không muốn dây vào bạc đoàn và cũng sợ A sẽ chiến đấu và khiến hành tinh của họ bị tổn hại. Nela đã thông báo đến thần dân rằng cô sẽ đổi lộ trình và cần mọi người giúp sức, ai nấy đều nhiệt tình hưởng ứng vì họ tồn tại là để phục vụ cô. A sau đó đã xem qua về việc thu hoạch cà chua và Nela muốn cậu hãy tiếp tục giúp đỡ họ. Cậu cho rằng bản thân rất thích Nela và mọi người trên tàu nên cậu chắc chắn sẽ làm. Nela muốn tìm cách báo đáp cậu việc nào đó dành riêng cho cậu thay vì chỉ là khôi phục lại hành tinh đổ nát kia. Cậu muốn cô hãy dẫn dắt mọi người đến với tương lai tươi đẹp. Chỉ như vậy là đủ, tên bạc đoàn lúc này lại đuổi tới và hắn mang theo nhiều tổ đồng đoàn hơn. Báo hiệu nhanh chóng được phát ra và thuyền trưởng quyết định sẽ tiến vào khu vực tiểu hành tinh kia để bẫy bọn này. Ai nấy đều đi tìm A nhưng cậu đã ra ngoài tàu và sẵn sàng để chiến đấu. Laos và đội robot bảo vệ cũng đã được cho ra trận để phòng thủ tàu. Nela đã đến gặp A và cậu cho biết bản thân cảm nhận được hai anh hùng đang đến. Cậu muốn Nela cứ làm điều cô phải làm. Cậu và anh hùng của cậu sẽ vạch ra lối đi và cô chỉ cần đi trên nó. Chỉ cần như vậy là họ sẽ còn gặp lại. Nela không biết sao cậu lại phải đi xa đến vậy vì họ nên cô chắc chắn sẽ đáp ứng lại nguyện vọng của cậu bằng mọi cách có thể. A đã lao ra phá hủy tổ và chiến đấu với tên áo đen. Thuyền trưởng đã cho gọi hết quân lính về và lao ốt khá bực vì lại phải để A chiến đấu một mình nên chọc này thì đang nấp và không dám sử dụng sức mạnh. Nhưng ả chỉ huy cứ liên tục thúc ép cậu ta phải biến hình và phá hủy con tàu. Nhưng cậu ta vẫn rất sợ hãi năng lực của bản thân và là một kẻ ghét xung đột. Cả thuyền trưởng, Nela và Lao ốt đều bất lực nhìn A đang dần xa họ hơn và cậu luôn phải một mình chiến đấu mà chẳng có ai hỗ trợ. Cả tàu vẫn đang gặp khó khăn khi phải tiếp tục lộ trình mà đám đồng đoàn thì vẫn đang liên tục cả đường. Lao ốt và hai cô em gái thì đang phải vật lộn với đám quái và anh đã lấy việc A đang một mình chiến đấu sau khi để động viên mọi người tiếp tục chiến đấu. A lúc này vẫn đang phải chiến đấu nghiêm túc tên áo đen thả khói độc ra để che mắt. Và cũng là đế tấn công A, thanh niên chọc vẫn đang phải đấu tranh tư tưởng nhưng cô ả này đã lấy bộ tộc của cậu ta ra đe dọa buộc cậu ta phải nghe theo. Cả tàu cũng đột nhiên nhận được tín hiệu về sự xuất hiện của một anh hùng khác. A cảm nhận được thì ngay lập tức quay về nhưng lại bị tên áo đen giữ lại. Thanh niên đầu chọc đã biến hình và tỏa ra một lượng nhiệt cực lớn buộc thuyền trưởng phải đổi lại lộ trình. Đám bạc đoàn đã quyết định sẽ bao vây và chờ cho đám anh hùng tự xử lý lẫn nhau xong rồi mới đi dọn tàn cuộc. Thuyền trưởng đã phải đổi lại lộ trình để dịch chuyển đi. Lộ trình về hành tinh cũ sẽ tạm thời được gác qua một bên. Nela đã giúp xác định lộ trình và gửi cho thuyền trưởng. Ông cho gọi toàn bộ trở về để bắt đầu dịch chuyển. Thanh niên đầu chọc đã bay ra phía trước và chuẩn bị pháo để khai hỏa. Cả con tàu cũng cần thêm 2 phút nữa thì mới có thể dịch chuyển. A đã thấy nguy hiểm nên ném tên áo đen qua một bên để quay về. Phát đạn đã được bắn ra, nhưng tàu thì mới nạp năng lượng được 90%. Đạn đã sắp đến nơi thì A đã về kịp để hứng. Cậu phân tán toàn bộ hướng đạn ra xung quanh và thành công bảo vệ được cả tàu. Họ cũng nắm bắt cơ hội ngay khi A quay lại chiến đấu thì đã dịch chuyển đi thành công, họ đến một hệ sao và giờ phải chuẩn bị để xác định lại vị trí. Lao Út thì vẫn lo lắng khi đã để A ở lại nơi đó, nhưng đột nhiên có một cái tổ ngay phía sau họ họ muốn phi hết tốc lực thì có một con tàu phía trước nhưng con tàu đó lại bắn thẳng vào cái tổ họ nhận ra kia không phải địch lúc liên lạc thì thuyền trưởng nhận ra cô gái kia là thuyền trưởng niva nhìn là biết người tốt cô đã nghe về nhiệm vụ của họ và không ngờ họ lại bị trôi giạt vào chiến trường của cô cô gặp lại nela và cho biết cô chỉ là thuyền trưởng tạm thời vì thuyền của cô đang gặp vấn đề khiến ba thuyền trưởng mất mạng phó chỉ huy thì đang trong trận chiến nela cũng cho biết là cô vừa thoát chết và hiện đang mất liên lạc với vị cứu tinh của họ ốt lúc này cũng đã nghỉ ngơi còn Nela đã hiểu đại khái về tình hình của Niva thuyền trưởng biết Niva hồi ở trường quân sự và dù là một người tài năng nhưng Niva chưa bao giờ được vận may mỉm cười Niva cho biết cô giờ phải chọn giữa bảo vệ hành tinh được chỉ định này hoặc là bảo vệ công chúa vì lương thực và tài nguyên trên tàu đã mấy tháng chưa được tiếp tế nên giờ còn lại rất ít sau khi xác định việc A vẫn còn đang chiến đấu và đám bạc đoàn sẽ sớm mò đến thì Niva quyết định sẽ giúp Nela Niva sẽ dùng toàn bộ nguồn lực để làm chậm kẻ địch nếu chúng đến đây Nela cũng chẳng còn gì để đòi hỏi thêm còn thuyền trưởng thì hy vọng cô sẽ sống sót trở về. Nela cũng mong được sớm gặp lại A vì cô muốn đi tiếp trên con đường mà cậu vạch ra. À chỉ huy anh hùng đã phát hiện ra tọa độ của Nela và biết cô đang được một con tàu bảo vệ nên ả à muốn muốn. Thanh niên đầu chọc tiếp tục đuổi theo và xử thêm một vài tàu nữa và giờ cậu ta không còn quyền được từ chối. Niva đã chuẩn bị pháo đầy đủ và bắt đầu khai hỏa vì cả chục cái tổ đang kéo đến. Thuyền trưởng một lần nữa hy vọng Niva sẽ có thể sống sót trở về. Ây lúc này cũng đang chiến đấu kịch liệt bên kia vì vẫn chưa bên nào là nắm được thế thượng phong. Ả à, Chia Huy muốn áo đen dùng hết sức mà đánh vì nhận thấy hắn ta vẫn còn đang nhân nhượng. Niva thì đã cho kích hoạt khiên chắn vì bắt gặp thanh niên đầu chọc phía trước. Cậu ta chưa ra tay nhưng Niva muốn tiên hạ thủ vi cường nên đã đổi khiên qua thành dạng khống chế và giữ cậu ta lại để phi thuyền xả đạn. Ây thì đã đục được một đòn trên người tên áo đen nhưng hắn đã hút lại năng lượng từ đất đá xung quanh để hồi phục. Cả hai đánh nhau và rơi xuống hành tinh gần đó. A lúc này nóng như lửa nhưng vẫn lết đến tìm tên áo đen để rồi chiến tiếp trận nữa. Tên bạc đoàn thấy không có tàu của Nela ở đây thì không can tâm. Thanh niên chọc đã lấy lại tinh thần và gống lên một phát rõ to. Tên áo đen thì bị A nhấn vào độc và rồi trở lại với hình dạng của một con rắn nhiều đầu. Phát bắn của thanh niên chọc đã phá hủy hành tinh gần đó buộc Ni và phải dồn khiên về tàu. Cô biết bản thân cô và thuyền viên phải giữ bằng được tên này ở ngay đây. Tên áo đen lúc này cũng đã chịu thoát khỏi xác rắn để chiến đấu. Trong lúc đó, thuyền trưởng đã bắt đầu chuẩn bị để dịch chuyển lần nữa nhưng tên bạc đoàn đã chặn họ lại từ phía trên hắn tấn công buộc họ phải dựng khiên lên chắn nhưng năng lượng chỉ cho phép họ dựng khiên hoặc dịch chuyển nela muốn thuyền trưởng tiếp tục lộ trình nela đã bay đến và xâm nhập rồi cho tên bạc đoàn xem mọi ký ức cả cô khiến hắn bị quá tải thông tin mà ngừng tấn công cô xa đó cũng gặp vấn đề và được người hầu đưa ra khỏi máy họ đã đưa cô đi chữa trị và nhận thấy cô chỉ đang cố gắng quá sức sau khi mọi việc đã yên ổn thì thuyền trưởng nhận thấy họ cần đến 70 tiếng để tính toán được lộ trình chuẩn mới. Ông sau đó cũng nhận được tình trạng của công chúa và họ không chắc cô có thể trụ được thêm hay không vì đúng là con tàu này sẽ không thể làm được gì nếu thiếu cô. Niva thì cũng đã sắp cạn kiệt năng lượng vì cô đã phải giữ cái lưới này đã duy trì suốt nhiều giờ. Cô quyết định chuẩn bị hỏa lực sẵn sàng để ứng phó ngay khi năng lượng hết đi. Ây thì vẫn đang kiên trì chiến đấu dưới kia và cậu đã nhắm vào điểm yếu ở tay tên này để đánh thanh niên đầu chọc lúc này đột nhiên thoát ra được và quyết định quay đi bỏ đi. Được biết thì cậu ta đang nhắm đến chỗ của A. Đúng lúc A đã cho tên áo đen đo sàn bằng một cú trời giáng và trở lại khiến hắn quay về thành dạng con người. Thanh niên đầu chọc tìm đến để đưa đồng đội đi và không muốn giao chiến, còn thuyền trưởng lúc này đã nhận được một tin nhắn có hệ số chung với hệ sao của họ. Vẫn chưa dám chắc nên họ chỉ cẩn thận gửi tọa độ và rồi sau đó tính ra được lối về chỉ mất của họ 600 tiếng tức là gần một tháng nữa thuyền trưởng thông báo mọi người giữ cảnh giác vì một khi chưa về đến nhà thì họ vẫn đang còn bị nguy hiểm rình rập. Lao ốt vẫn không ngừng lo lắng cho A, còn Niva thì kiểm tra lại đoàn thuyền và thấy tất cả đều ổn và tin rằng vận may từ công chúa đã được chia bớt cho cô. Tên áo đen đã được đưa đi chữa trị còn đầu chọc cho rằng cậu ta lại một lần nữa lấy đi nhiều sinh mạng khi hủy hoại thêm một hành tinh nữa. Thuyền trưởng đã nhận được tín hiệu từ Niva và vui mừng khi họ còn sống và sẽ bắt kịp tàu của ông sau hai ngày, nhưng về A thì vẫn chưa tìm ra được. Sau hai ngày thuyền trưởng và Niva đã gặp lại nhau và được biết là có đến 40% phi hành đoàn đã tử nạn trong chuyến bỏ trốn vừa rồi, ấy thì vẫn biệt tích chưa biết đang ở đâu. Nela sau một thời gian thì cũng đã tỉnh lại cô đã quay lại như bình thường và vài ngày sau thì thuyền trưởng của toàn bộ phi hành đoàn đã sắp về đến hành tinh khởi đầu cho chuyến đi của họ. Họ cũng phát hiện một vật thể lao đến với tốc độ chóng mặt và đó lại chính là ấy. Cậu lao thẳng xuống biển ở hành tinh này và thấy đây đúng là một hành tinh tuyệt đẹp. Việc Nela đưa được vị cứu tinh trở về đã khiến cả thế giới yên tâm hơn anh trai cô đã đứng ra tuyên bố việc họ sẽ mở một cuộc tấn công lại bạc đoàn nhằm đánh đuổi chúng khỏi hành tinh quê nhà. Anh ta sau đó muốn tổ chức tiệc để giới thiệu A với mọi người, nhưng Nê ra không thể ép A. Anh trai cô không quan tâm được hay không nhưng Nê La không thể ép buộc A vì cậu không phải món đồ và cần có quyền tự do lựa chọn. Cô đã hỏi thử A và cậu đúng là không muốn đi thật. Cậu đã bỏ đi bơi nên cô sẽ cho người báo lại với anh trai. Trong lúc đó, Cô ả chỉ huy kia bắt đầu nảy sinh tình cảm nhưng vẫn cố kiểm soát bản thân vì cô ta cho rằng cảm xúc là dành cho chủng loài yếu đuối. Đầu chọc thì vẫn còn tự dần vặt bản thân và không muốn chiến đấu nữa. Tối đó, trong lúc anh trai cô đang dự tiệc trong kia, Lao ốt cũng tìm được người để anh ta kể lại và tâm sự. Lao ốt thấy bản thân thật nhỏ bé khi chẳng thể làm gì ngoài để ấy tự mình chiến đấu. Thuyền trưởng thấy rằng Nela hiện đang là người hợp với ngai vị nhất và việc cô tìm được vị cứu tinh sẽ sớm giúp cô đá đít được hai người anh Ngu Si và lúc cô lên ngôi thì gia tộc cô sẽ lấy lại vinh quang từng có. Nela đã hỏi A về việc những vàng đoàn có từng tiên tri về kết thúc của cuộc chiến hay chưa. Cậu cho rằng Nela sẽ là người dân họ đến kết thúc đó chứ nó không thể được tiên liệu từ trước. Tên bạc đoàn đã tìm đến cấp trên và hắn buộc phải mượn sức mạnh bằng cách đi gặp những cá thể anh hùng để lập đội. Còn anh trai của Nela thì đang bày mưu và không dám manh động với Nela vì cô có khả năng thần giao cách cảm. Nếu họ đưa được A về dưới trướng thì việc nắm chắc ngai vua sẽ chỉ là điều sớm muộn, ngày hôm sau. Thuyền trưởng được gọi đến nghe thông báo và khi báo lại cho Nela thì ông cho biết là A sẽ bị đưa vào quân đội của anh cô còn cô sẽ bị cho về nơi khác. Nhưng cô lại nghe theo dù mọi người đều cho rằng A đã là một thành viên của tàu nên cậu không có nghĩa vụ gì phải đi phục vụ anh trai cô. Áo đen lúc này đã tỉnh và nghe qua tình hình hiện tại, hắn quyết định sẽ chạm mặt A lần nữa và sẵn sàng chết chung với A nếu bắt buộc. Trong lúc đó, anh trai Nela lại tổ chức họp về việc đưa A vào đội quân và họ đã khá khá đồng ý. Nhưng có vài ý kiến cho rằng nên để A ở lại với Nela vì cậu là một con bài chiến lược quan trọng. Tối đó, ai nấy đều nghe tin A sẽ ở lại với phi hành đoàn thì đều vui mừng. Nhưng tối đó, khi cô và A lên thuyền ra biển ngắm trời sao thì cậu đã đưa ra quyết định sẽ giúp cô giành lại trái đất nên từ giờ cậu sẽ đi một mình. Và cậu đã tự mình gia nhập vào quân đội của anh trai cô khiến cô chỉ biết đau lòng mà rơi nước mắt. Nela rất đau lòng khi A bỏ cô mà đi. Còn phi hành đoàn thì cho rằng hai năm nhiệm vụ của họ sau cùng lại để hai người anh của Nela ôm hết. Hai cô em gái của La Út thì thấy A đúng là nhẫn tâm khi bỏ Nela lại. Nhưng cô hầu cận của Nela đã cho cả hai biết A rời đi là vì muốn bảo vệ Nela. Việc cậu ở cạnh cô sẽ khiến đám bạc đoàn nhắm đến đây nên cậu mới buộc phải rời đi. Nhưng đáng ra cậu vẫn nên nói với Nela chứ im lặng bỏ đi thì vẫn quá tàn nhẫn. Nela đã ra hỏi chuyện gì và họ thấy cô vẫn có vẻ bình thường nhưng cô vẫn cố tỏ ra bản thân ổn là để mọi người không quá lo lắng về cô. Lao Út đã đến tìm cha và hỏi ông dưới tư cách của một người lính về lý do họ chấp nhận để A đi theo hai anh em kia. Thuyền trưởng cho rằng đây là ý của hội đồng nhưng Lao Út cho rằng Nela xứng đáng nhiều hơn hai người anh của cô. Và Nela cũng là người duy nhất A chịu hy sinh để bảo vệ. Với tư cách thuyền trưởng thì ông chẳng có ý kiến gì, nhưng với tư cách người cha thì ông đồng tình với con trai. Thuyền trưởng sau đó cũng nhờ Bi tạo một đường liên lạc bí mật giữa ông và Niva, anh trai Nela lúc này cũng đã kêu gọi mọi người sẵn sàng chiến đấu để đòi lại quê nhà. Nela cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài cố gắng đàm phán để kêu gọi những đất nước khác trợ giúp. Niva lúc này đang cố cân nhắc cho tất cả biết về việc họ sẽ phải chạm chán hơn cả chục và thậm chí là cả trăm cái tổ. Nhưng hai tên anh trai đần độ này vẫn xem nhẹ vấn đề đó vì hai tên này cho rằng lính tinh nhuệ của họ sẽ tự xử lý được vấn đề. Nhưng cô vẫn lo ngại việc những anh hùng khác sẽ xuất hiện và một mình ấy sẽ là không đủ để chiến đấu lại hết họ cho rằng cô chỉ được thăng chức để đưa đi theo với công việc là trợ lý quân sự nên tiếng nói của cô chỉ đơn giản là một ý kiến có thể được cân nhắc cô cũng đành im lặng bỏ qua vì hai tên này đơn giản là chẳng khác gì khỉ và chỉ đang lạm dụng quyền chức để tỏ ra là một người lính ây đã tìm đến cô để xin ít sơn đi nghịch nên là lúc này thì nhận được một mớ quà từ liên minh và cô muốn trợ lý hãy gửi thư cảm ơn và cô sẽ đáp lễ sau cô cũng mệt mỏi mà thiếp đi trong lúc trợ lý đang nói thuyền trưởng đã thành công liên lạc với niva và cô thú nhận việc bản thân đúng là không chịu nổi hai anh em đần độ này và cô ước có thể rời khỏi đây càng sớm càng tốt còn vị anh hùng thì đang nghịch sơn như bao ngày trong lúc đó lao ốt đã đi huấn luyện cho quân sĩ và thấy họ đang tệ hơn trước nên nhắc họ không được lơ là cảnh giác chỉ vì có ấy lo liệu giúp lâu nay cô trợ lý cho rằng lao ốt đang quá nghiêm khắc nhưng anh ta phải như vậy vì ấy thì đang một mình chiến đấu mà chưa bao giờ nghĩ về bản thân còn A lúc này đang vẽ ra bức tranh và hai anh em kia đoán mò rằng cậu đã được vàng đoàn tiên tri về chiến thắng của họ nên muốn lợi dụng bức tranh để tăng sĩ khí cho quân đồng minh. Chúng giao lại cho Niva và khi cô hỏi riêng thì A cho biết đây là nơi mà cậu sắp đến và ánh sáng kia chính là Nela. Cả hành tinh cậu sắp đến sẽ bị phá hủy và nó rất quan trọng với Nela nên cậu mới không để cô theo. Nela đang cùng trợ lý cắm hoa thì cô cảm nhận được cuộc chiến đã xảy ra. Hai anh em kia cho tàu ngừng bắn và để A tự lo, cậu một mình xử lý mớ tổ còn hội anh hùng kia đã biết là họ sắp phải ra trận. Ai nấy lo ngại về việc cho quá nhiều anh hùng ra trận thì sẽ gây ảnh hưởng và hủy diệt những hành tinh xung quanh. Áo đen muốn đầu chọc hãy xử lý cả hắn vào ấy nếu cả hai trở nên cuồng loạn. Thuyền trưởng sau vài ngày cũng đã nhận được đoạn băng về cảnh ấy chiến đấu. Họ nhận ra hai tên đần kia đang dùng ấy như một tấm lá chắn để chúng phô trương. Đoàn quân sau đó đã về đến hệ mặt trời và có rất nhiều cái tổ đang chờ họ. Một vài cái còn to hơn bình thường, nhưng tên em trai muốn ra trận có điều tên anh trai muốn để ấy tự lo. Vì hắn cho rằng nếu ấy giúp họ chiến thắng trận chiến mà không đổ một giọt máu thì họ sẽ được xem là huyền thoại và bộ tộc được chọn bởi thần linh hay đúng hơn là vàng đoàn. Hội anh hùng lúc này cũng đã chọn ra những người sẽ tham chiến và tất cả trừ đầu chọc sẽ đấu và đầu chọc chỉ ra trận nếu có bất chắc. Những cái tổ lúc này xuất hiện ngày một nhiều hơn ở hành tinh sao mộc và ấy biết bản thân sẽ rất mệt để dọn dẹp mớ này. Đại chiến giờ mới nổ ra, Niva đã cho khai hỏa và địch cũng ngay lập tức đáp trả ngược lại. Ây thì vẫn một mình ở trong đội hình địch để càn quét. Đám này giờ mới đích thị là đông như kiến, khi dù có bắn bao nhiêu thì vẫn chẳng thấy suy giảm. Chúng dùng số đông để áp đảo từng con tàu buộc ấy phải lui lại bảo kê từng tàu một. Nhưng bị đám quái bám chặt lấy cơ thể thì ấy cũng khó khăn để thực hiện điều đó. Cậu đã buộc phải tung một đòn cực mạnh ở diện rộng nhằm cắt giảm bớt số quái. Dư chấn cũng ảnh hưởng đến những con tàu, con người quyết định lui lại khiến áo đen thấy hổ thẹn khi loài người sẵn sàng bỏ rơi sinh vật đang liều mình chiến đấu vì họ. Niva đã rút lui để lập kế hoạch nhưng A ở quá sâu để cô có thể thông báo cho cậu biết kế hoạch là gì. Đầu chọc không hiểu sao A lại cố gắng cho giống loài đang bỏ rơi cậu thì cô gái đây nghĩ là do những điều răn mà vàng đoàn để lại. Trong lúc đó, hai tên đần đã phát triển độ ngờ u của chúng lên một tầm cao mới khi quyết định phá hủy sao mộc để quét sạch đám đồng đoàn và nếu được thì khiến bạc đoàn bị ảnh hưởng. Niva không chấp nhận vì A có thể sẽ bị thương nặng, nhưng nói với một kẻ ngu muội thì chẳng thể thay đổi được gì. Niva đã kháng lệnh và ngăn cấm binh sĩ nhưng tên anh trai muốn nghe ý kiến của cô. Cô cho rằng việc phá hủy sao mộc sẽ khiến binh sĩ mất lòng tin ở họ. Nhưng hắn mặc kệ lời cô nói và còn dáng trước cô. Hắn vẫn cho rằng đây là ân huệ bởi cô vì chúng còn nể mặt mà không tống giam, pháo đã được mang ra. Thuyền trưởng thì chỉ hy vọng vào ấy sẽ làm được, nhưng ai sẽ là người lo cho cậu. Nela thì lại cảm nhận được một thứ gì đó vô cùng đáng sợ sắp bắt đầu, cùng lúc đó pháo đã chính thức bắn vào mặt trăng của sao mộc và khiến nó đâm vào cả hành tinh khiến nó phát nổ. Áo đen giờ mới hiểu lý do bạc đoàn muốn thanh trừng toàn bộ nhân loại. Đồng đoàn lần lượt bị thiêu đốt trong ngọn lửa đó, hai thằng đần muốn nhân cơ hội bạc đoàn đang rối loạn thì tấn công khiến Niva không thể ngán ngẩm hơn được nữa. Bạc đoàn đã kết nối lại với nhau để giữ cho hành tinh không bị phát nổ nhưng nhiệt lượng quá lớn và một vụ supernova đã xảy ra. Hai thằng đần giờ mới thấy tai hại còn Niva thì đã âm thầm giao cho cấp dưới kế hoạch để ổn định lại đoàn quân áo đen nhìn ây trôi giặt trong khoảng không thì đã thương cảm mà biến hình và lao vào cô gái tóc hồng đã quyết định sẽ vào cuộc để tránh hai người này mất kiểm soát còn tin nhắn về trận chiến đã được niva gửi đến cho thuyền trưởng ai nấy đều tức giận vì tên vua ngu ngốc của họ đã phá hủy cả sao mộc nên la vô tình nghe được và dù cô đang không khỏe thì chuyện này khiến tình hình còn tệ hơn cô biết tất cả đã lén lút liên lạc với niva và khi thấy chuyện đã xảy ra thì cô rất đau lòng khi hai thằng anh quá báo Thuyền trưởng cho biết có rất nhiều người đã đặt lòng tin vào Nela nên muốn cô tạo nên một cuộc đảo chính. Nhưng cô không nỡ làm vậy, cô muốn đi cứu hộ cho đoàn quân trước và cô cũng sẽ đích thân đi theo. Họ đã cho tàu lên đường và ai nấy đều lo cho ấy vì cậu vẫn đang đơn độc chiến đấu vì những con người đã bỏ rơi cậu. Cậu lúc này đang phải chiến đấu với tên áo đen và tóc hồng thì đã sử dụng năng lực của cô ta là quay ngược thời gian và biến hình để can thiệp vào trận chiến của ấy. Cô ta phóng cây giáo trúng trực diện ấy nhưng cậu vẫn có thể phản công trở lại. Cách này thất bại nên cô ta một lần nữa quay ngược thời gian để làm lại. Họ đã để tên áo đen giữ A lại để tóc hồng ném lao một cách chuẩn chỉ nhất, nhưng cậu đã vật tên áo đen đi và đánh trả lại ngọn lao ấy buộc cô ta lại phải làm lại lần nữa. Cứ mỗi một đường ở trong vòng tròn này là một lần cô ta quay ngược lại thời gian và thất bại. Cô ta muốn tìm ra một thời điểm chính xác mà cô ta có thể tận dụng để tiêu diệt A. Trong lúc đó, hai tên đần đã báo cáo lại với nhau về việc đã qua 30 tiếng mà A vẫn đang chiến đấu còn quân bạc đoàn đã lên đường để di rời đến sao hỏa và là cứ điểm thứ hai của chúng niva nghe tin về việc hai tên đần lại muốn đuổi đến cả sao hỏa thì lo rằng cả hai sẽ lại chơi ngu và cho bay màu luôn sao hỏa cứ thế là đi cả hệ mặt trời và họ sẽ thành những kẻ lang thang giữa vũ trụ này thuyền trưởng lúc này càng chứng kiến tai hại mà hai thằng đần gây ra thì càng tức nela sau đó đã được chỉ huy của hai hành tinh gọi đến và họ sẵn sàng cho cô sự trợ giúp nếu cần còn tóc hồng thì đã cố biết bao nhiêu lần thì vẫn chưa thể hạ được ây từ đánh lén đánh sau lưng. Hay là cả lúc cô ta để áo đen dùng khói độc và hóa thành con rắn nhiều đầu để giữ lại thì ấy vẫn có thể thoát ra và đánh trả. Cô ta nhận thấy quay ngược ít giây quá là không đủ nên quyết định sẽ về sâu hơn dù điều đó có nghĩa là cô sẽ phải chịu thương tổn. Đầu chọc muốn đi thay nhưng cô quyết không để cậu ta phải chiến đấu. Cô ta quay về lúc ấy trôi giạt hay lúc cậu bị đám quái bù lấy. Và kể cả lúc cậu bất tỉnh sau vụ nổ thì cậu luôn nhận ra đòn tấn công để chặn lại. Thuyền trưởng lúc này đã nghe tin về việc hai tên đần muốn tấn công vào sao hỏa và dùng A như là lá chắn để chúng thực hiện mục đích. Còn tóc hồng thì đã thử đến 18.000 lần nhưng vẫn chẳng thể nào thành công. Đầu chọc muốn tham chiến nhưng việc này sẽ khiến A nổi điên như cách tộc anh hùng đã nổi điên năm xưa. Và khi điều đó xảy ra thì chỉ có vàng đoàn mới xử lý được. Đột nhiên trên người A bắt đầu xuất hiện những vết chém chi chít và tóc hồng cho biết năng lượng từ gần 20.000 lần du hành đã tụ hợp lại về hiện tại. Chỉ cần cô hoặc A chịu thua thì sức mạnh ấy sẽ bùng phát đầu chọc cố cứu tóc hồng ra nhưng cô muốn cậu ta chạy đi. Còn ấy thì hứng không nổi nữa và bắt đầu biến thành nhím với vô số mũi giáo trên người. Cậu đã hứng chịu hoàn toàn vụ nổ từ nguồn sức mạnh ấy và chính thức bị hóa điên. Cậu cắn vào cổ tên áo đen và kéo hắn đi. Chỉ huy của hội anh hùng này muốn ra trận vì đầu chọc không thể đánh nhưng cô ta lại không thể cãi lại chủ nhân. Hai tên đần lúc này đã đem quân đến gần sao hỏa và bạc đoàn quyết định sẽ phải dùng hết sức để xử lý con người ở đây luôn vì để họ thả rông thì sao hỏa cũng sẽ chịu chung số phận với sao mộc. Quân đoàn bị bắn hạ kha khá nhưng tên anh đần vẫn muốn quân lính xông lên chứ đừng sợ gì hết. Còn Nela vẫn chưa muốn hành động chống lại anh trai nhưng cô trợ lý của cô đã quyết định nói ra hết với Nela rằng cô mới là người đáng để trị vì. Và việc ấy rời đi là vì cô, nhưng cô đến nay đã không còn cảm nhận được sự hiện diện của ấy. Tên anh trai lúc này vẫn muốn quân lính cứ việc tiến lên nhưng họ đã hoàn toàn bị bao vây, đột nhiên ây lao ra cùng với tên áo đen và đâm thẳng vào tổ to nhất của đám đồng đoàn tên anh đần nghĩ cậu đang đến giúp họ cậu đã lôi cả cái tổ xuống để đâm vào sao hỏa áo đen đã cố chọc tức cậu để cậu phá hủy cả cái tổ luôn hai tên đần vẫn muốn lao lên nhưng phi hành đoàn cho biết nếu càng xông lên thì dư chấn từ ây sẽ phá hủy cả con tàu cậu ném cả tên áo đen thẳng vào tàu của con người và còn phá hủy hàng loạt tàu của bạc đoàn nên tên bạc đoàn quyết định sẽ lui về và để ây đang điên loạn xử lý con người thay Đầu chọc quyết định ra trận vì đằng nào ấy cũng đã điên loạn. Cậu lao thẳng vào tàu của hai tên đần thì đầu chọc đã xông đến đẩy ấy sang một bên, bên của thuyền trưởng và Nela đến giờ vẫn chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Vì tin nhắn này được Niva gửi cách đây 20 tiếng nên chẳng ai chắc trận chiến còn tiếp diễn hay không. Với cả giờ ấy cũng đã cuồng loạn và sẽ tấn công bất kể địch ta. Ai nấy đang bất lực thì Nela đã đến và quyết định sẽ nghe theo kế hoạch từ mọi người. Niva lúc này đã gần như muốn bỏ cuộc vì hai tên kia quá đần, nhưng thuyền trưởng đã gọi đến và cho cô biết kế hoạch của cô đã được chấp thuận. Cô ngay lập tức cho người đảo chính và chiếm lấy quyền hành từ hai tên đần kia. Cả hai phản đối nhưng tin nhắn của Nela đã đến. Cô giao cho Niva quyền chỉ huy tạm thời và hai người anh thì bị cắt chức vì đã gây ra quá nhiều thiệt hại. Thuyền trưởng háo hức vì đây sẽ là chuyến đi đầu tiên của con tàu được dẫn dắt bởi vị nữ thần đã thức tỉnh, ai nấy đều rất háo hức cho chuyến này. Trong lúc đó, hai anh hùng vẫn đang tỉ thí với không chút mệt mỏi. Hội đồng bạc đoàn biết rằng họ sẽ không thể cản một anh hùng bị điên loạn nên họ cần rời đi và để những anh hùng tự tiêu diệt lẫn nhau. Nhưng tên chỉ huy nay không muốn rời đi, vì nếu không làm gì thì anh hùng của họ sẽ mất mạng mà cũng không ngăn cản được ấy Niva lúc này đang cố liên kết đoàn quân lại và họ tính ra được một vụ nổ đột biến sẽ xảy ra sau 100 giờ nữa bởi ấy vụ nổ có uy lực đến mức xóa sổ cả hệ mặt trời. Nhưng đúng lúc này thì Nela đã tìm đến chiến trường và công nhận Niva đã làm tốt. Cô gửi Niva danh sách về tọa độ của những tàu bị mất tích. Cô cũng đã tìm ra cách để đánh thức A và nó yêu cầu cô phải mạo hiểm cả tính mạng, Niva cùng phi hành đoàn thể sẽ cống hiến cho cô bằng cả tính mạng. Cả thuyền trưởng cũng liên lạc đến và cho biết họ sẽ đến trái đất trước và muốn Niva tập hợp hết đoàn quân lại và gặp nhau ở đó. Áo đen và tóc hồng lúc này cũng đã tỉnh dậy và chỉ huy muốn tóc hồng và áo đen hãy đi giúp đầu chọc chống lại A, nhưng họ gặp một vấn đề là nếu chiến đấu thì cả ba cũng sẽ có khả năng hóa điên. Cô ta cho rằng nếu cả ba hóa điên thì cô ta sẽ dừng họ lại. A lúc này đã biến sang một dạng mới và toàn ra nhiệt lượng cực lớn buộc bạc đoàn phải rút lui. A đã tấn công đầu chọc và bất chấp việc hỏng luôn một cánh tay thì A vẫn cho đầu chọc ngậm hành ở ngoài tuyến đường dịch chuyển. Con tàu của Nela đã tìm đến và chỉ huy muốn tóc hồng hãy đi xử lý cả con tàu. Nhưng cô ta đã làm và khiến tình hình tệ hơn nên mới phải quay ngược lại vì hẳn là trong tàu còn sinh vật có thể ngăn được A lại. A thì đang tự hủy hoại bản thân. Đúng lúc đó thì Nela đã xuất hiện để kêu gọi A tỉnh lại cô đã dùng thần giao cách cảm để nhìn vào tâm trí cậu và thấy được những thứ mà cậu muốn vẽ ra. Ây dường như cũng có chút biến chuyển khi cậu đã tự đập vỡ viên ngọc trên người. Hai anh hùng kia cũng đã trở về và để đầu chọc lại vì đầu chọc đã hoàn thành nghĩa vụ và không cần chiến đấu nữa. Ây cũng đã về lại hình người và cậu cảm ơn khi Nela đã là ánh sáng kêu gọi cậu tỉnh giấc khỏi bóng tối. Cậu sau đó cũng thiếp đi còn cô thì thấy Ây mới là ánh sáng của cô. Phim đến đây là tạm thời kết thúc. Tạm biệt.